gì ông ta? Sao kể đi. Giờ thế lại bưng ly đi thế. Thịnh Thịnh lại bưng cho thế đi. Bưng ly chấm bi nè, Thịnh Thịnh bưng ly chấm bi nè. Dạ. Thịnh bưng ly chấm bi đi. Cái ly chấm bi á. Rồi. Hai hai anh em muốn chung nghe. Ừ. Giờ nãy làm ít quá. Tắt nguồn tạm thời thôi. Chưa vô pin nữa chứ. Trời trời. Dạ. Uống đi uống đi uống đi uống đi. Đây qua đây qua đây qua đây qua đây. Không không. Đáng, đáng gì cà phê chứ mà đáng. Đáng mà đòi uống. Quá kiếm. Quá kiếm. Ngon ngon. Đậm đẹp hơn nữa mới ngon nữa. Quá kiếm. Đậm nữa nó mới ngon. Ừ. Bỏ đá lên tay. Vô vô vô. Vô. Ngon được. Trời. Vậy. Wow. Ngon quá, làm nó kia quá hay. Mẹ đâu? Con coi đi. Biết tí coi ngâm nhi mà cũng đi bụng như nó đâu vậy. Hồi nãy kêu con không uống đâu, con ngủ không được. Hồi nãy Thịnh Thịnh nói là không uống đâu, ngủ không được. Bây giờ Thịnh uống 2 ly luôn. Bố chay, bố chay. Mẹ nằm thì uống. Chị phải đi ba thân ba tiểu anh đấy. Cái đó hòa lỏng lỏng đúng ngon lắm. Bỏ đường vô đây đó không đập da màu tím nó ngon hơn. Rồi vòng nó dễ có cá mà dây hậu cửa tàn mà đi qua đi lại sao được. Đánh phật nào chơi phật đấy chứ cửa tàn mà cửa cuối rồi mà từ cửa cuối con phải suy nghĩ trước đi thật là kỹ lưỡng. Già thì bị chiếu sao sao qua nó cờ trước hồi trước hay là hồi xuống đó là hồi trước thứ ba là hồi thua mà là mắc có chồng của ba ngay có buồn á trời con muốn chống tướng còn con mã ra tiêu gì vậy luôn những cái thương ai cái tiền già không có con không bây giờ nó nói là mình già ông bà già còn có chứ không chị đi ăn đi ăn cơm ăn đang cưới ông ở nhà này về đi mốt mà về trước đi. Ừ. Xem mình có gì không? Không có gì luôn. Còn sống một mình ăn thấy một tô bún không? Không hết. Ừ. 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 Lại đây ngồi lên thế này. Ngồi ở lên đây. Nào về nhà chỗ bán nhưng mà rất là xung luôn.
chị Châu coi thứ chị Châu. Yeah.